nếu đang dùng hai bàn trên này nữa thì đang dùng hai, nó ví dụ như là 28 chẳng hạn. Được. Là nó lên để ta tăng lên là 1 rồi. Ở đây chúng ta sẽ hai, ở đây là 28. Đây là 28. Và ta phải nâng z lên 3 mm, 200 lần. Lên 28 rồi lên 3. Đồng ý đó. Nhớ cái phôi chúng ta còn ta nhìn thấy cái phôi nó hồ cái đỏ này. Vâng. Lên 3 mm. Sau đó khi ra cái đầu ta nhớ để to nhá. Đầu tiên nó khai vào đầu trước. Đấy, và phụ ba cái này khai báo kèm này rất dễ. Riêng phai thì không cần phải khai báo kèm phôi, mình khai báo phôi là đủ. Chúng ta chọn phây là chu kỳ khai vào đầu. Phây, đây là tên cho nó. Phây chẳng hạn. Ta chọn một cái đường để làm biên dạng phây. Được đồng ý. Mày đi cập nhỉ? Ngồi đây làm sao? Tool chẳng hạn, chúng ta chọn ở trong thư viện giao này. Search, hoặc chúng ta bật chuột phải chọn Select New Tool. Được. Hoặc là Select Tool. Đâu hoặc đầu nó ở dưới cùng bay này. Được. Liệu đường kính 50 này. Đường kính này. Ở đây là các thông số khác của chúng ta đây này, đây là thông số về dao, đây là thông số về chế độ khác, còn có fitness này, FVT cũng là fitpea tool, tức là cho phương tiến răng, đây là tổng thông quanh chính, và đây là tính năng mép phút, đây là phòng phút. Cái thân dao này ta không thay đổi các parameter, đây là các thông số khác, one way hay là chính xác. Ví dụ chúng ta cái này là nào? Giá bóng cát là chúng ta khai chiều sâu của bóng cát, ví dụ bằng 2 chẳng hạn. Chúng ta muốn xoay tinh chúng ta khai 1 và lượng dư xoay tinh là 1.5. Viên tinh là khai báo vị trí của dao của chúng ta. Giá bóng cát chúng ta để absolute cho nó đến về 0.0 và quay hết về mặt 0.0. Được. Đây là cái mặt phẳng nuôi da, đây là mặt phẳng da công, đây là to os cấp phần 3, thì là nó đo cho mình rồi. Được. Hôm là điểm bắt đầu của dụng cụ khác chúng ta. Plan là mặt phẳng da công, chúng ta đang da công mặt to và nó sẽ đứng. Cool down là bơm nước, ta cho cái lên, và cái dưới này cũng càng. Chúng ta có thể chiều chính xác một khoảng một chỗ này. Chỗ này là vâng. Mô phỏng ở đây. Và đây là chế độ mô phỏng. Chúng ta muốn chạy mô phỏng thì chúng ta chọn đây là có dao, đây có cả gá. Đây là mask này. Chứ nên là mới tập tốc mô phỏng rất nhanh. Giờ muốn mô phỏng chậm thì chúng ta chọn nó. Đây là điều chỉnh tốc độ. Vâng. Nhanh chậm. Cái này là xong. Cái này là xong. Cái này là xong.